biết học lại còn chưa trước hết là sau chúng ta vẫn hội thảo tức là cũng theo cái đánh giá chung thì hội thảo của chúng ta cơ bản là tương đối đẹp. Về hội thảo thì chúng ta đã được nghe ba báo cáo khoa học. Thứ nhất là cái báo cáo của Phó Đức về công nghệ độ thu thẩm thấu thì tôi cho rằng những cái báo cáo mà đã được các thầy các nhà khoa học đã có cái trao đổi và nhận định thống nhất của tôi cho rằng là với những cái báo cáo của các đồng chí thì cái chất lượng của kết quả trong cái cuộc thảo luận hôm nay nó đặt vấn đề là đánh giá độ là rất là tốt. Cái báo cáo thứ hai là của tiến sĩ Ngô Đức Mạnh là nghiên cứu tổ chức và độ cứng tế vi bề mặt của búa nghiền ứng dụng trong lĩnh vực khai khoáng và sản xuất vật liệu xây dựng. Nội dung báo cáo đã phân tích được công nghệ và vật liệu hàn, dây cốt hàn, thành phần và tổ chức của kim loại mối hàn, độ cứng và khả năng chịu lại của mối hàn. Báo cáo thứ ba của tiến sĩ Nguyễn Đình Phương nghiên cứu chất phụ gia nano titan trong dầu bôi trơn đến khả năng phục hồi bề mặt của chi tiết và ứng dụng trong quá trình phục hồi chi tiết. Nội dung báo cáo đã phân tích được đặc tính, ưu điểm của chất phụ nano, thử nghiệm đánh giá hiệu quả việc ứng dụng chất phụ gia nano vào thực tế. Và chúng ta hội thảo chúng ta cũng đã nghe hai báo cáo kết quả nghiên cứu và ứng dụng công nghệ bề mặt vào quá trình sản xuất các chi tiết của công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Chi và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thái Việt Nam. Đặc biệt trong hội thảo chúng ta đã được thảo luận một cách nó sôi nổi cũng như theo cái thần thật vấn đề của đồng chí Hoa, thì tôi cho rằng là tuy rằng với cái thời gian của chúng ta hôm nay nó cũng còn hạn chế, cho nên cái số lượng các cái bài tham luận, các cái thảo luận của chúng ta trong hội thảo nó cũng chưa được nhiều, nhưng mà tuy nhiên với cái trách nhiệm của các nhà khoa học với cái nội dung của cái buổi hội thảo thì chúng ta cơ bản đã hội thảo nó trôi nổi và cũng đánh giá được nó không. Thì chúng ta đã có tổng số là 7 ý kiến thảo luận của các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý và đặc biệt là của một số doanh nghiệp. Các ý kiến tập trung vào một số cái điểm trọng tâm sau đây. Thứ nhất là 7 ý kiến thì có ý kiến của đồng chí Hoa. Đồng chí Hoa thì chủ yếu là giới thiệu về cái hội hàng Việt Nam. Thì qua cái phần giới thiệu thì ở đây trong hội thảo chúng ta đã được nghe và cũng hiểu thêm về cái lịch sử phát triển của hội hàng Việt Nam, và cũng hy vọng rằng sau cái hội thảo này thì cũng có nhiều các cái đơn vị tham dự cái hội nghị hôm nay thì chúng ta sẽ có những cái việc là sẽ gia nhập cái hội hàng Việt Nam. Ý kiến thứ hai của ông Hà Thu Bái là cũng chủ yếu là có cái trao đổi về một số cái công nghệ hàng chuyên phụ của cái hội hàng Trung Quốc. Ý kiến thứ ba của thầy Tùng là cũng có cái đánh giá rất cao về những cái bài tham luận, cái bài khoa học của chúng ta và đang trong chủ yếu, và thầy cũng có cái đề nghị và sau cái nội dung sau cái hội thảo này thì cái đề tài mà các đồng chí đã được trao đổi ngày hôm nay thì sẽ phải được công bố. Thì trong hội thảo thì cũng đề nghị với các đồng chí nhất là một số cái bài báo, cái bài khoa học hôm nay các đồng chí trình bày trước hội thảo thì chúng ta tiếp tục hoàn thiện, thế rồi là chúng ta sẽ công bố cái kết quả
chúng ta nghiên cứu trên các cái tạp chí và là kết quả nghiên cứu không những ở trong nước và ở nước ngoài. Thế và thầy Tùng cũng đề nghị là sẽ làm rõ hơn một số cái cơ chế bịt lỗ và một số cái vấn đề chưa rõ trong cái phần trình bày của tác giả. Thì cũng đề nghị chỗ quý cho các thầy nghiên cứu thêm. Thế rồi là cùng trao đổi với thầy Tùng để hoàn thiện tiếp cái này. Để ý kiến thứ tư là thầy Hùng thì cũng đề nghị làm thầy cũng có đề nghị là làm rõ một số tính chọn và đưa ra đâu vào cái phần chế nào. Thì cái này thầy Hùng thì cũng kinh như phần là vấn đề của thầy Hà. Đấy, thì thầy Hùng là một chuyên gia trong lịch sử xử lý bề mặt, thì thầy Hùng cũng đã có cái trao đổi rất cởi mở với tác giả và một số những cái bài khoa học đã được đăng trong kỷ yếu. Thì đề nghị là sau hội thảo thì các tác giả có bài chúng ta cũng được cái cụ thể trao đổi với những nhà khoa học đã có cái phản biện với trong cái bài hội thảo ngày hôm nay. Cái ý kiến của thầy Kế thì thầy Kế cũng đã có cái trao đổi với công ty Bảo Chi là nên nghiên cứu ngoài cái ứng dụng thì tốt rồi, nhưng nên nghiên cứu về cơ sở lý thuyết để chế tạo những cái vật liệu phục vụ cho sản xuất. Thì cái này là cũng có thể là do cái xuất phát từ cái công ty chuyên sản xuất, cho nên cái lĩnh vực nghiên cứu về phần lý thuyết nó cũng còn hạn chế. Cũng mong muốn là công ty Bảo Chi sẽ có cái kết hợp với những nhà khoa học, nhất là các nhà khoa học dự hội thảo ngày hôm nay, thì chúng ta tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện về mặt lý thuyết thì ứng dụng vào cái thực tế nó mới có kết quả cao. Thế và thầy cũng có cái đề nghị là thay đổi một số những cái cụm từ trong cái bài khoa học, thì cái này đề nghị là các tác giả chúng ta nghiên cứu và có cái trao đổi để hoàn thiện cái bài khoa học của mình đăng trong kỷ yếu của hội thảo ngày hôm nay. Ý kiến của đồng chí Trọng là bổ sung thêm các thông tin về công nghệ sản xuất cái công nghệ bề mặt thì chúng ta thấy rồi. Ý kiến của đồng chí Phối thì đây cũng là một cái doanh nghiệp mà tôi cho rằng tham dự cuộc thảo của chúng ta có rất nhiều cái mong muốn của đối với những nhà khoa học, mong muốn đối với các viện nghiên cứu và mong muốn với các nhà trường có cái sự phối kết hợp một cách nó hiệu quả trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất. Thì theo cái đề xuất của đồng chí Phối thì cũng đề nghị các nhà khoa học, thế rồi các cái doanh nghiệp có liên quan thì mong muốn làm sao để có thể bắt tay được trong cái sản xuất phục vụ cái phát triển kinh tế của đất nước nói chung và của từng công ty nói riêng. Về một số đề xuất kiến nghị thì tôi cho như thế này, để những cái kết quả đã được báo cáo thảo luận hôm nay tại hội thảo ứng dụng có hiệu quả vào thực tế đào tạo nghiên cứu sản xuất, thay mặt ban tổ chức thì tôi xin có một số kiến nghị như này. Cái việc thứ nhất là các nhà khoa học chuyên gia thì tiếp tục mà mở rộng nghiên cứu để ứng dụng hoặc sản xuất thử nghiệm kết quả nghiên cứu và về cái công nghệ bề mặt vào thực tế sản xuất của chúng ta. Thứ hai là tiếp tục thúc đẩy và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp. Thì đây cũng là cái mong muốn, tôi cho rằng cái mong muốn không những là của chính phủ mà mong muốn của tất cả chúng ta ở đây, làm sao cái gắn kết giữa ba nhà, tức là nhà trường, doanh nghiệp và nhà sản xuất. Thì cũng đề nghị là sau cái buổi này, với cái mong muốn của ban tổ chức hội thảo thì rất muốn được có cái sự sau kết thúc cái hội thảo thì có cái sự gắn kết giữa nhà trường, các viện và doanh nghiệp để làm sao thúc đẩy cái quá trình hoạt động khoa học công nghệ của chúng ta nó mạnh lên. Cái thứ tư là duy trì cái tổ chức hội thảo thường niên để trao đổi về trong cái lĩnh vực này. Thì cũng báo cáo với các thầy thì các đồng chí là đối với cái tổ chức hội thảo thì của ngày hôm nay thì cũng mong muốn là chúng ta cũng được tổ chức một cách nó thường niên để trao đổi các cái kinh nghiệm, trao đổi những cái công nghệ, rồi trao đổi những cái đổi mới trong nhất là về mặt công nghệ và về mặt, để làm sao như vậy là phục vụ không những cho công
khác của từng đơn vị mà cũng phát triển kinh tế của toàn đất nước chúng ta. Cái thứ tư là hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trong đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và cải tiến công nghệ theo xu hướng tiếp cận với công nghệ 4.0. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa toàn thể hội thảo khoa học công nghệ bề mặt ứng dụng chế tạo và phục hồi chi tiết đã thành công tốt đẹp. Thành công của hội thảo hôm nay, ngoài sự cố gắng nỗ lực của bộ phận thường trực ban tổ chức, xin trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên và các đại diện các doanh nghiệp đã gửi bài đặc biệt đến tham dự hội thảo ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn các đơn vị tài trợ như công ty Bảo Chi, công ty trách nhiệm Hán Thái Việt và trung tâm giáo dục nghề Đại học Sao Đỏ tạo điều kiện cũng giúp đỡ và hỗ trợ về tài chính để hội thảo hôm nay của chúng ta thành công tốt đẹp. Cảm ơn viện tạp chí nghiên cứu khoa học Đại học Sao Đỏ đã tác nghiệp đưa tin về hội thảo. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố bế mạc hội thảo khoa học công nghệ bề mặt ứng dụng chế tạo và phục hồi chi tiết. Kính chúc quý vị đại biểu, khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc mừng thành công của hội thảo. Thì sau đây tôi xin toàn thể hội thảo chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để thế vào.